Chào quý vị các bạn, trên hình bạn thể thấy đề nắp lưng của Samsung Galaxy S8 SM950 đã có bán tại di động cao cấp.vn. Khi các bạn làm rơi va đập lỗi hỏng nắp lưng cho Samsung Galaxy S8 SM950, cần một địa chỉ thay mới nắp lưng cho Samsung Galaxy S8, quý các bạn vui lòng liên hệ 0961234534. Hiện tại di động cao cấp.vn có tất cả các linh kiện trên Samsung Galaxy S8 nói chung và phần nắp lưng vỏ máy của Samsung Galaxy S8 nói riêng thay mới với các bạn khi cần. Quý các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn, chúng tôi tiến hành thay mới nắp lưng cho quý các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Với đủ các màu từ màu xanh, màu trắng, màu bạc, màu vàng thay mới với các bạn. Xin cảm ơn quý các bạn đã xem video giới thiệu về nắp lưng, dịch vụ thay mới nắp lưng cho Samsung Galaxy S8 đang thực hiện tại di động cao cấp.vn, địa chỉ cung cấp link phụ kiện của Samsung Galaxy S8 hàng đầu hiện nay. Đối với khách hàng ở xa không điều kiện đến với di động cao cấp.vn, quý vị các bạn có thể sử dụng dịch vụ ship code COD, tôi ship nắp lưng Samsung Galaxy S8 đến tận địa chỉ hàng yêu cầu. Quý hàng nhận được, quý hàng thanh toán tiền bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn quý vị các bạn xem video tại di động cao cấp.vn.